bên đây có một cái giày vệ sinh mới đây 18 năm này. Nhưng mà nó cũng phải giảm ngọt, nó ngọt thấm được thì cái nào cũng ngon, miễn phí. Dạ, con mà tinh tàn cả nhà mình cũng còn chơi. Anh dùng được. Dạ, hồi xưa mình cầm còn cái nắp tinh tàn, còn này này chỉ cắn nhẹ được. Kẹo thì được tàn nha, rồi được tàn. Mình nghe thì nếu đánh đổi thì nó không. Em nói thật cái này, em mượn nghề nên đánh đổi. Em hy sinh rất nhiều vì đàn ông. Mà đàn ông mua vé cổng cho đây là chưa chắc người ta đã thương em thiệt lòng. Toàn là nói những lời cay đắng. Cứ nói cho nghe. Mà không biết sao. Anh Đồng ơi, mấy cái này là sao nổi kia hết hả? Cái nào cũng là 90.000 đồng ký có cái mức nhiều. Lộn sầu 5 tặng 1, vẫn 5 tặng 1. Đúng rồi, mua lộn sầu 5 tặng 1. Ủa cái gì? Ở đây có anh nào chưa có gia đình đúng không ạ? Có anh nào cây tóc đúng không ạ? Mẹ mẹ ba đây cây tân đây mọi người ơi. Mẹ mẹ ông nội hết ngày già dữ rồi. Cái này cây tân quay viên. Bây giờ viên này cũng được. Tu nhanh là sống. Chân tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.